Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Video hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn một mẫu xe quốc dân nồi đồng cối đá, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và giữ giá. Đó là một chiếc Vios 2008. Thì đối với dòng Vios này thì khi 2008 nó sẽ lên form dáng, form mới. 2007 quay về thì nó vẫn là form cũ. Thì chiếc xe này nó đang nằm ở trong cái form mà thân vỏ đánh giá là khá là dày dặn. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe, một chiếc xe mà tư nhân chính chủ, không qua taxi dịch vụ. Con xe này thì em mới dọn dẹp sơn gầm chống gì, cũng như là đánh bóng và căn chỉnh, dọn dẹp nội thất. Con xe này em dọn rất là chi tiết nhé. Anh chị và các bạn có thể thấy rằng là từ cái la răng này, đó, áp phanh này, đó, áp phanh này, và lồng rè. Đây lồng rè đây. Đó, tất cả những con ốc này em đều dọn dẹp cực kỳ chi tiết luôn. Đây. Đấy. Sân sần này của nó em vẫn để nguyên nhá. Em chỉ sơn cái ốc thụt này. Đó, sơn chắn bùn và sơn áp phanh. Đây, sơn áp phanh này. Đó, còn lại thì cái bắn tỉa, đánh bóng giữ nguyên màu chứ không phải là phủ cả gầm. Đây, toàn bộ gầm này. Đây, 2008 nhá. Em tẩy và dọn rửa gầm bệ sạch bong luôn. Đây, anh chị và các bạn thấy rằng con này thì nó không mục mọt gì. Đây bô nó rất là mới, bô này có rất nhiều bác đến bảo là em thay bô. Nhưng mà bô này là bô em tẩy dỉ đi nhá, em đánh rửa rồi tẩy dỉ đi. Đây bô zin đấy. Đây toàn bộ này, áp phanh và ốp thụt đây, em đều sơn chống dỉ đây. Đó. Con xe này thì anh chị và các bạn mua về chạy gia đình hay chạy dịch vụ đều ổn nhá. Nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và lành máy trong quá trình sử dụng. Đây áp phanh này. Đấy, chạy ít đấy, áp phanh nó vẫn còn vàng nguyên luôn. Đó. Đây. Một cái cua lốp đây. Không hề mục mọt một chút nào luôn. Đối với cái form này thì em đánh giá là cái vỏ nó dày dặn. Đó gầm đây. Nó cực đẹp nhá, nó cực đẹp. Cái chỉ này của nó vẫn zin này. Chỉ này của nó vẫn zin nhá. Chỉ đều vẫn zin. Sơn xi đây. Là răng đúc, xi nhan gương, đèn pha này, toàn bộ đèn gầm, biển 97 Bắc Cạn nhá. 97 Bắc Cạn. Con này thì thân vỏ gầm bệ thì cực kỳ chắc chắn và mới, không hề mục mọt. Còn nội thất thì đẹp nhá. Nội thất thì bọc cả áo ghế luôn, phủ cả áo ghế. Bên trong nó vẫn còn đẹp. Đây, bên trong nó đẹp lắm. Đấy, phủ áo ghế hết rồi. Trần nỉ nguyên nhá, trần nỉ nguyên. Đây toàn bộ lót sàn này. Đấy, con này thì em dọn sạch lắm rồi. Về là các bác chỉ việc đi thôi, không phải động chạm gì thêm cả. Đây khóa cửa này. Đó. Và toàn bộ vành vô lăng cũng như là bàn chân côn, chân phanh và chân ga đây. Đấy, con này thì tất cả mọi thứ nó gần như là đều xe và rất là zin. Đây, toàn bộ bàn tao lô này đủ hết màn hình Android nhá, cam hành trình. Ở đây thì em sẽ test một đoạn. Chị và các bạn biết rằng là gầm bệ và chạy rất là tốt. Đây, cam lùi đây. Đó, cam lùi. Cực kỳ nét. Cực kỳ nét luôn nhá. Đây. Em sẽ chạy một đoạn. Thì rất là tốt, vô lăng đây, bánh vô lăng này. Đây cái bánh vô lăng bên này thì nó đang bị hơi bị dính một chút sơn. Đây, dính một chút sơn. Mà vô lăng nó đẹp lắm. Đây chạy số 3 này. Đó. Máy cực kỳ bốc nhá. Số 4 này. Đây chạy số 4 nhá. Số 4. 60 rồi. Em lên số 5. Đây em sẽ chạy với tốc độ. Gầm bệ cực tốt nha. Gần như là các bác ngồi trong xe chỉ nghe thấy quạt gió điều hòa này. Em nên tắt gió điều hòa đi. Đó. Để các bác thấy là gầm bệ con này nó chạy cực tốt. Đây đi qua những cái gợn này. Đó, cực êm luôn. Đấy, thì 2008 hơn 200 triệu. Nếu để so sánh về thị trường, nếu mà phân khúc Vios 2008 ở ngoài thị trường với tầm giá nó sẽ dao động từ 175 triệu cho đến 250. 250 là thuộc hàng xe xuất sắc. Thì
thì con xe này của em nó sẽ nằm ở khuôn khoảng 242 đến 245 triệu tùy vào các bác có rút hồ sơ hay không. Đó. Xe đẹp thì giá xe cũ cùng đời nó sẽ chênh nhau độ 3-4-50 triệu là chuyện bình thường. Đấy, còn các bác mà mua những cái tầm giá mà Vios 2008 175 triệu. Đây là em đang nói bản E 1.5 nhá. Còn nếu mà bản limo thì nó sẽ rẻ hơn. Còn bản E 1.5 mà tầm giá từ 175 triệu thì chắc chắn là nó đã qua taxi dịch vụ rồi. Đấy, thì đối với những mẫu xe đã qua taxi dịch vụ thì nó chạy rất là nhiều. Các bác sẽ hiểu rằng là nó sẽ chạy khoảng 60-70 vạn. Thì máy nó phải làm rồi, nhưng con này thì máy số vẫn zin. Tư nhân chính chủ nó sẽ chạy loanh quanh khoảng chục vạn, hơn chục vạn, Vios 2008 như thế này. Một chiếc xe mà zin toàn bộ. Và anh chị và các bạn chạy gia đình hay chạy dịch vụ thêm đều rất là ổn định và giữ giá tốt, bền bỉ. Đồ đạc thay thế phụ tùng nó dễ dàng và nó rẻ tiền. Thì đây là chiếc xe Vios 2008 đã quay và giới thiệu tới anh chị và các bác. Nếu các bác có nhu cầu về mẫu xe này thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình, hoặc đến salon Mạnh Dũng Auto, đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bác một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.